chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng, hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Bảo đảm hoạt động thanh toán của hệ thống các tổ chức tín dụng dịp Tết. Gần một năm khởi công, tiến độ dự án nạo vét Ba Suối ở thành phố Biên Hòa chỉ đạt 25%. Khởi tố bắt 4 bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Đồng Nai ngăn chặn kịp thời gần 500 kg pháo lậu tuôn ra thị trường. Mở đầu chương trình là các tin tức thời sự vừa diễn ra. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu về giao dịch thanh toán và chi trả hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong những ngày cuối năm 2023 và dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1436 về bảo đảm hoạt động thanh toán của hệ thống các tổ chức tín dụng. Công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu phải chỉ đạo tổ chức vận hành, đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24 trên 24 giờ và 7 trên 7 ngày, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ thanh toán của hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia, tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá, bảo đảm an ninh an toàn kho quỹ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa ký ban hành chỉ thị số 2 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường phải tham mưu triển khai thực hiện luật đất đai và các nghị định, thông tư hướng dẫn ngay sau khi được ban hành, kịp thời đưa ra các quy định pháp luật đất đai đi vào thực tiễn. Xây dựng và tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lập quy hoạch, triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Đồng Nai và thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Cùng với đó phải phối hợp với các ngành địa phương đánh giá việc quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Những hộ dân đầu tiên trong diện di dời, giải tỏa dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn Đồng Nai sẽ được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào đầu năm 2024. Trước đó, giữa tháng 12 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Bồi thường Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ Tái định cư tỉnh đã lập niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ cho 113 trường hợp thuộc dự án với số tiền khoảng 216 tỷ đồng. Hầu hết hộ dân đều mong muốn nhận được tiền đền bù, hỗ trợ sớm. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, sở ngành hoàn thành sớm các thủ tục để thực hiện chi trả tiền cho người dân trong tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, kế hoạch chi trả tiền trong tháng 12 năm 2023 đã không thực hiện kịp. Liên quan đến lĩnh vực đô thị, khu dân cư gần khu vực suối Chùa, Bà Lúa và Cầu Quang ở các phường Long Bình Tân, An Hòa và Phước Tân, thành phố Biên Hòa thường xuyên ngập nước. Do đó, vào tháng 1 năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã khởi công dự án chống ngập úng khu vực Ba Suối vừa nêu. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao cho địa phương quản lý vận hành cuối năm 2023. Song đến nay, tiến độ toàn dự án chỉ mới đạt khoảng 25%. Vì sao lại có sự chậm trễ này? Ghi nhận của phóng viên online cùng DNRTV. Dự án chống ngập úng Ba Suối ở thành phố Biên Hòa có chiều dài 5,8 km. Để thực hiện dự án, thành phố Biên Hòa phải thu hồi đất của 500 hộ dân với tổng diện tích hơn 14 hecta. Đến thời điểm này còn hơn 106 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Do đó, phía thi công chưa thể triển khai thông toàn tuyến của dự án. Hiện việc thi công tại suối Chùa, Bà Lúa và Cầu Quang đang thực hiện rất cầm chừng. Phía thi công vẫn đang chờ thành phố Biên Hòa thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng đối với những hộ tồn động. Dự kiến việc này sẽ hoàn thành trong quý 2 2024, nên tiến độ toàn dự án sẽ kéo dài đến hết năm 2024, thậm chí hơn. Hiện tại thì theo mặt bằng tổng thể, thì ghi nhận thời điểm hiện tại thì mình tiến độ chung cho dự án đến hiện tại là mình chỉ thi công được 25% theo với tổng thể. Vì nó vướng mặt bằng ở rất nhiều vị trí, nên rất ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận chuyển máy móc cũng như vận chuyển chất thải đi đổ thải của nhà thầu là rất lớn, vì chưa thể thi công được đường công vụ thông tuyến.
Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai được 79% mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hộ đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa di dời tài sản ra khỏi phạm vi công trình. Ngoài ra các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nằm rải rác trên các tuyến suối nên việc di chuyển máy móc thiết bị dọc tuyến để triển khai thi công đang gặp rất nhiều khó khăn. Với điều kiện như hiện tại thì nhà thầu thi công chưa cam kết được đến thời điểm nào có thể hoàn thành được dự án. Bởi vì tiến độ bàn giao mặt bằng hiện tại là rất chậm nên ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lực của nhà thầu và gây lãng phí máy móc thiết bị của nhà thầu rất lớn. Liên quan đến việc này, lãnh đạo thành phố Biên Hòa mới đây cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa phối hợp với các ngành địa phương nhằm tháo gỡ đối với các hộ dân đang vướng về các thủ tục hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất. Đối với những hộ đã hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định nhưng chưa chịu di dời bàn giao mặt bằng thì sẽ thực hiện cưỡng chế. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Hồ Đình Thái Hòa về tội đưa hối lộ và quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn 3T, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm Bùi Thị Bích Thỏa, nguyên phó giám đốc, phụ trách phòng đào tạo Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn về hành vi đưa hối lộ, Nguyễn Thị Mỹ Nhân, phó trưởng phòng, và Nguyễn Nhân Cường, chuyên viên phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Đặng Thái Hân, nguyên phó giám đốc phát triển thị trường Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27 về tội giả mạo trong công tác. Bước đầu xác định các bị can này có hành vi đưa nhận tiền để bỏ qua sai phạm trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe. Vào khoảng 13 giờ 20 chiều qua tại tổ 12 khu phố 5 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Long Bình bắt quả tang đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy về hành vi buôn bán hàng cấm. Qua khám xét tại chỗ ở, đoàn phát hiện và tiến hành niêm phong tạm giữ 7 loại pháo hoa dạng hộp, dạng ống dài, pháo dây, bịch pháo banh, v.v. Tổng cộng thu giữ 350 hộp pháo các loại với khối lượng gần 500 kg. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 210 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555. Toàn bộ hàng hóa vi phạm cùng đối tượng vi phạm đã được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 12 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 28 doanh nghiệp bị giảm giờ làm, khiến 35.000 lao động bị ảnh hưởng thu nhập, đời sống. Cũng theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, đến nay, việc tham gia bảo hiểm xã hội tại Đồng Nai so với cùng kỳ năm 2022 giảm 30.000 người. Điều đó cho thấy tình hình suy thoái kinh tế chưa phục hồi. Mặc dù vậy, tín hiệu vui khi doanh nghiệp tại các ngành nghề may mặc, giày da có đơn hàng đến hết quý 1 năm 2024. Riêng các doanh nghiệp và ngành gỗ gặp nhiều khó khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi. Liên quan đến an sinh xã hội, thưa quý vị, 3 năm vừa qua, từ năm 2021 đến năm 2023, phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đi vào chiều sâu, tạo động lực cho người nghèo ổn định vươn lên trong cuộc sống. Trong những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Tổ chức Chính trị Xã hội, cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đang xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để chuẩn bị cho người nghèo vui xuân đón Tết. Hoạt động kêu gọi kết nối với các doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm và việc trích ngày lương của cán bộ công nhân viên, phong trào tiết kiệm, quyên góp từ các cấp hội địa phương đã và đang góp phần mang về cho người nghèo những phần quà đầy ý nghĩa. Thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đột xuất, các hộ nghèo, cận nghèo đã và đang được tiếp sức để vượt qua khó khăn. Từ năm 2021 đến 2023, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được tiếp cận nguồn từ các chương trình tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo. Để thực hiện cái chương trình an sinh xã hội trong đầu năm Tết Giáp Thìn năm 2024, chủ yếu là bên
Hội Chữ Thập Đỏ sẽ vận động các mạnh thường quân phối hợp với lại Mặt trận Tổ quốc sẽ đi trao cho các hộ gia đình nghèo và khó khăn trên địa bàn xã. Đối với cấp cơ sở mặt trận, hàng năm thì luôn đặt cái vấn đề trọng tâm của mình lên là làm tốt cái công tác chăm lo an sinh xã hội đối với các hộ dân nằm trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn. Đồng Nai đã khép lại một năm với nhiều hoạt động phong phú đa dạng trong việc thực hiện các mục tiêu cải thiện đời sống cho các hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cả hệ thống chính trị là những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người, mỗi gia đình trong hành trình thay đổi cuộc sống. Đó là yếu tố để phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau ở Đồng Nai đi vào đời sống phát huy hiệu quả. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.